Chào mừng bà con đến với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Hôm nay chúng tôi mời bà con tham quan một cái trang trại vịt và nó có cái biểu hiện nó bị bệnh bại huyết rất là rõ, và chúng tôi sẽ cố gắng tìm những cái bệnh tích rất là rõ ràng và chúng tôi sẽ mổ khám để cho bà con nhận biết cái bệnh này. Đây là một trong những bệnh rất nguy hiểm và gây thiệt hại nhiều cho bà con chăn nuôi vịt. Cũng rất may là gia đình, một trong gia đình nuôi vịt rất là lâu, nắm rất là rõ bệnh này, và bây giờ xin mời bà con. Cái này là bao nhiêu ngày rồi chị? 22 ngày. 22 ngày. Rồi. Có ăn không uống? Để sốt cao và chết nhanh quá. Vẫn ăn bình thường á? Vẫn ăn uống bình thường. Nó nào? Nó nắng thì chị có cắt ăn nó, giảm ăn không? Nó cũng gọi là giảm. Cái này phải can thiệp hạ sốt được rồi. Đấy, mình có mang hạ sốt rồi. Can thiệp hạ sốt. Phải cắt được sốt, nóng thường sốt. Cắt được sốt thì mới khỏi được, cái đây cũng sốt cao. Có một cái con nó hơi nó rõ rõ là đấy đấy, bà con để ý. Đấy, rụt cổ đấy, rụt cổ. Sốt không, máu nó không đồng được. Cái đàn này chết nhiều quá, anh Quang anh đang mổ khám lại xem cái xem có ghép cái gì không. Tìm nó bao hết rồi. Bao hết rồi. Tìm cái phổi, các xoang. Nên nó bị tương đối nặng. Bà con để ý cái màng tim nó bị bao phủ dày đấy. Cái màng gan sao không? Đây, trên gan có màng trắng này. Cái này nó ghép cái E. coli. Bà con để ý cái E. coli với bại huyết là hai cái bệnh nó khác nhau nhá. Đây là, nhưng mà cái con này nó ghép cả hai bệnh. Ghép cái bệnh nó tỷ lệ chết nó nhanh hơn. Rất là nhiều dịch nữa này. Cái quả tối có sao không? Dịch rất nhiều. Em kiểm tra cái quả tối đi, vì cái bài huyết nó biểu hiện ở cái quả tối. Tối vân hết lên, to. Vâng, đấy. Chị là nuôi lâu rồi, chuyên môn bệnh này rất là rõ. Các mẹ mổ ra là hầu như là biết hết, nhưng mà bây giờ quan trọng là thuốc chữa. Vâng. Quan trọng là thuốc đưa vào nó khỏi đi. Các xoang bị đục, viêm. Đấy, cái xoang nó dày hơn đấy bà con. Dày nó đục hơn, nó không trong. Đây là cái biểu hiện ghép E. coli đấy. Còn cái ghép cái gì nữa không? Nó sốt quá nên cái gan nó hơi vàng đấy. Bình thường cái màu gan nó đẹp hơn. Nó chuyển sang màu nhạt. Vâng, vâng đấy. Vâng, tái cái gan rồi. Đấy, cái màng đấy, màng nó dày quá. Bà con để ý cái gan này nhá, bình thường nếu bà con mà mua gan hoặc là mổ ra thì gan nó màu khác hơn đấy, đây nó tái hơn này, đây, tái hơn, vàng hơn đấy. Với túi khí bị đục rồi. À, túi khí nó bị đục đấy, đấy anh đang cậy cái túi khí đấy. Đấy. Thì bệnh thì rất là rõ rồi, hai ba chị chủ nhà chỉ có bệnh rõ rồi, nhưng quan trọng là bây giờ là thuốc điều trị thôi. Chị và bác là chủ nhà nuôi lâu lắm, mà nuôi nhiều lắm, nhưng mà chuyên môn là bệnh tốt lắm. Nhưng mà sốt cao quá chị ạ, gan vàng hết, nhũn hết gan. Này chắc nếu không kịp tiêm thì cũng phải cho hạ sốt thôi. Phải can thiệp hạ sốt được. Sáng nay chui ra chăn bảo là đợi thuốc tiêm. Đợi thuốc tiêm thì không. Nếu cái bộ tiêm nữa thì cái hạ sốt mạnh lắm. Nhưng mà hạ sốt mới đường luôn. Không kịp tiêm. Trong đó có hạ sốt mạnh rồi. Có cả cái gì đây, nó ghép cái gì đây. Kiểm tra không có gì. Hớp ở trong không có điều gì. Tôi cá cả miếng cám xuống. Được.
Cái này cái bộ tiêm đây chị nhé. Cái này nhưng trong này nó có hai lọ này. Cái đây là lọ bột này. Và cái lọ nước pha này thì chiều thôi chị không dùng nhé. Bỏ ra. Thì chị tiêm vào pha vào hai cái này này. Đấy. Hai cái này thì ba cái này pha lẫn với nhau được 200cc. Thì mình tiêm cho 5 tạ. Cái này là cái chai Genta 5% này. Còn cái này là nó vừa đường vừa hạ sốt này. Trong này hạ sốt tốt rồi chị nhé. Chị không cần pha thêm hạ sốt nữa. Thì ba cái này pha lẫn và tiêm cho 5 tạ vịt. Giờ muộn quá không tiêm được, để chiều rồi chị tiêm. Cái này thôi bỏ đi. Và mình dùng 200cc này rồi thì thấy cái nước pha này thôi. Bỏ cái nước pha đi. Ý là cho cũng được mà không. Thôi không cho. Vì cái nước pha một là nó xong rồi chị tiêm con vịt nó nhiều quá. Vì 300cc tiêm thì nó mấy mỗi con mấy cc thôi. Tính ra như này là 5 tạ tính ngay bây giờ là 2000 vịt mà nó rơi vào tính một cái này là mấy tấn chị? 2 tấn rưỡi. 2 tấn rưỡi thì cho 5 cặp. Một cặp thì là 200cc rồi. 200cc. Đấy. Thì là dễ tiêm, khi cho này vào lưỡi thì nó nhiều. Thì trong mình sẽ để cho chị 15 cặp này lại chị tiêm. 3 hôm có được không các? Tiêm 3 hôm chắc. 3 hôm nặng thì 3 nó không chỉ 2 thôi. Không cứ tiêm 3 đi. 2 mũi gì? Nếu nặng quá thì tiêm mũi nữa. Ừ. Vâng. Là nó thuốc mà nó hợp mới hợp với con vịt này thì chỉ vâng. Tiêm mỗi hôm nay sẽ hôm mai thì vịt sẽ khỏe ngay. À thế. Làm vậy nó nhanh hẳn. Thế thì ấy thôi. Thế thì cứ gửi lại cho bác tiêm 2 ngày. Xong chị tiêm 1 ngày xong chị để ý xong nó ổn thì thuốc con vịt này nó không đáp ứng thì con vịt mai nó vẫn thế. Vâng. Nếu mà nó nhận thuốc mai nó dùng cái là không có làm được. Vâng. Thì là mình sẽ đánh lại mũi ra. Vâng. Còn nếu mà đến mình tiêm mũi chiều tiêm mũi đến sáng mai mà ra mà vẫn chưa thấy thì nào? Thì là cái này nó nhà mình nó bị kháng. Thì thực ra thì mình chưa làm kháng sinh đồ đó, mình gọi là cái này cái bộ này nó tốt hay mà mình lâu dùng thì mình dùng nó sẽ tin này sẽ ổn thôi. Vâng. Cái này là hạ sốt tốt rồi anh chị. Trông vậy thôi nhưng mà cái này nó là cái thuốc hạ sốt mới tăng lực luôn. Chị pha và tiêm ổn. Muộn quá thì thôi chiều bác cứ tiêm nhá. Vâng. Ra là chưa lắng tiêm nó mệt cũng không ổn lắm. Là cái dồn vào vì cho khi nóng thì chết. Vâng. Cái này là cái C tiêu phua 500 chị. Còn cái gái mà chị 10% đó là C potassium, là hai cái gốc phua nó khác nhau. C tiêu phua là gốc nó tốt hơn. Vâng. Thì nó tiêm chắc nó sẽ ổn hơn. Còn đúng ra nếu mà nó cái mũi đầu tiên mà bài nó vịt lặng thì em sẽ pha thêm cho chị cái lanh cô nữa. Nhưng mà thôi thì nó cũng đỡ rồi, mà tiêm lanh cô vào thì sợ nó nặng quá thì vịt nó này. Vâng. Sáng nay thì cũng đang định bảo là nếu mà lên cặp thuốc thì lên nữa thì cũng xác định là cũng định cộng thêm vào lanh cô và cộng là tiêm đấy. Vâng. Lanh cô thì tiêm vịt thì sau này mình phải uống nhiều cái thuốc bổ thêm. Đúng, lanh cô thì nếu mà đưa thêm cái lanh cô hoàn lan thì nó mạnh lắm. Vâng. Thôi bác cứ ấy thử nhá. Nếu mà nó ban căng quá thì mình đưa thêm cái phác đồ như của chị, đưa thêm cái lanh cô thì chắc chắn là nó sẽ được, nhưng mà mình tăng cường cái hàng dinh dưỡng lên một chút để cho vịt nó được. Lanh cô nhưng mà chị dùng lanh cô của bên nào? Anh ai chứ phải lắng cái lanh cô lấy nào lanh cô nội. Nếu mà hai bác với cô anh chị mà pha thêm cái lanh cô thì chị phải thử nhé. Vì thực ra một số thuốc của bên công ty thì công ty nắm được bắt được là nó tá dược như nào, pha như nào. Còn chị mà thử thì chị lấy một chút cho chị thử, nếu nó không tủa. Thì hôm nay chúng tôi cũng kết hợp với gia đình thì chẩn đoán cái bại huyết trên vịt rồi. Gia đình là một trong những, nhất là bác gái này là người nuôi vịt rất là lâu năm, kiến thức rất là tốt. Thì hy vọng là bài viết hôm nay thì sẽ hữu ích cho những bà con chăn nuôi vịt. Và xin hẹn bà con ở những video tiếp theo nha.